Xin chào, các bạn vẫn khỏe chứ? Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Photoshop 2021. Hôm nay mình và các bạn cùng tìm hiểu cách làm trắng răng ở trong Photoshop. Như các bạn đang thấy, chúng ta có một bức ảnh với hai cô người mẫu đang cười đùa rất là thoải mái đúng không? Và bức ảnh của chúng ta thì không cần chỉnh sửa nhiều nữa. Nhưng mình muốn lấy bức ảnh này làm ví dụ để các bạn cùng xem cách chúng ta làm trắng răng của người mẫu như thế nào ha. Cách đơn giản nhất là các bạn hãy nhấp vào phần layer background đây ha. Sau đó chúng ta kéo xuống đây, hoặc các bạn có thể nhấn phím Ctrl cộng Z để tạo một layer mới. Sau đó các bạn hãy nhấp vào đây, chọn Hue Saturation. Ok. Tại đây chúng ta nhấp vào phần giảm saturation đi. Ok. Chúng ta tăng phần độ sáng lên một chút. Chúng ta chỉ việc nhấp vào đây và nhấp Ctrl cộng Y để đảo ngược vùng chọn này lại. Ok, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc phóng lớn phần này lên. Ok. Sau đó chúng ta chọn đến Brush, và các bạn nhớ nhấp vào đây để trả cái phần Brush này về màu trắng. Nếu như các bạn không biết làm như thế nào thì có thể nhấp vào mũi tên hai chiều như vậy để đổi giữa màu trắng và màu đen. Để trả lại mặc định thì nhấp vào đây. Chúng ta giảm kích thước của Brush xuống để cho nó vừa với phần răng của cô gái. Khi chúng ta đưa chuột đến đây và sử dụng brush màu trắng, và đó cho phần hue saturation này tác động lên bức ảnh của chúng ta. Chỉ những phần nào mà các bạn sử dụng brush màu trắng thì nó mới tác động lên mà thôi. Chúng ta chỉ việc làm như vậy đến khi tô đều nhất phần răng của người mẫu là được. Các bạn thấy trắng hơn rất nhiều. Ok, rất dễ dàng đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ việc tô hết như vậy thôi. Phần dưới thì chúng ta dùng brush nhỏ hơn một chút xíu. Ok, chúng ta cho nhỏ lại như vậy ha. Chúng ta tô thêm vào đây một chút xíu. Trắng, sáng hơn. Rất dễ dàng đúng không các bạn? Không hề tác động lên những vùng ảnh khác. Ok, hiện tại thì mình đang sử dụng cái Wacom nên tô nó hơi dễ. Bạn nào dùng chuột thì nó sẽ hơi cứng tay một chút. Nhưng các bạn làm quen thì cũng dễ dàng thôi, không có gì cả. Ok, như các bạn thấy, trắng và sáng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể nhấp vào đây để điều chỉnh lại phần saturation, hoặc các bạn có thể tăng phần brightness ở đây. Nhưng mà chúng ta cần tăng vừa thôi ha. Chúng ta không cần tăng quá nhiều đâu. Chỉ với một vài bước đơn giản như vậy thì răng của người mẫu đã sáng hơn. Và chúng ta không nên để răng quá sáng, quá trắng, giống như là bọc răng sứ. Như vậy thì bất kể ai nhìn vào cũng cảm giác đó là răng giả, nó không có thật nữa. Bởi vì răng tự nhiên không bao giờ nó có thể trắng tinh giống như là nhựa, giống như là sứ được. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn có phần nào chưa rõ, hãy bình luận phía dưới của hướng dẫn này. Mình sẽ trả lời ngay khi có thể. Còn bây giờ, chúng ta phải tạm biệt rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Bye bye!